tụi bay có một ông già đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Thì ông thấy gì? Ông thấy mệt. Cái gì kỳ vậy? Ủa, ông lên ông thấy mệt. Ba đố về là ba đố mẹo. Ba đố về là ba đố không có đàng hoàng, không có chính thức. Con không có. Cái gì? Không có. À dạ, được quá. Nếu mày cảm thấy không phụt, ta sẽ đố mày một câu nữa cho mày tâm phụt và khẩu phụt. Rồi, ba đố đi. Đố tụi bay cái nội dung giống như hồi nãy. Có một ông già khác, ông đi từ dưới chân núi lên tới đỉnh núi, điều đầu tiên ông thấy là thấy cái gì? Thấy mệt. Sai. Thấy cỏ. Sai. Thấy cây. Sai. Thấy mây. Sai. Chứ ông thấy gì? Thôi, ông thấy ông già hồi nãy. Cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Ông kia tao chưa cho xuống mà. Tao nói ông khác lên, tại tụi bay không đọc kỹ đề bài. Ha, ba đố vậy là ba đố mèo. Con không có. Đố các anh, trong các loại động vật con nào nhìn giống con chó nhất? Con sói. Sai. Con cáo. Sai. Con heo. Sai. Ờ, con trồn. Sai. Vậy con gì vậy? À, con chó con. Con chó con giống chó mẹ giống gì trời? Ông biết sao mà không trả lời? Em đố em chơi đố mẹo vậy, tụi anh không có phụt. Không có phụt hả? Sao được rồi, em đố anh câu này nữa nè. Vàng thì đang lên từng ngày. Ừ. Nhưng đố các anh, xe gì từ xưa tới giờ vẫn có một cây? Xe xích lô. Sai. Xe đạp. Sai. Xe ba gác. Sai. Xe Honda. Sai. Vậy chứ xe gì vậy? Xe lỗ tai. Xe chạy. Các bạn đừng quên like video và đăng ký kênh nếu chưa đăng ký để tiếp thêm động lực giúp mình làm ra những video tốt hơn nha các bạn.